Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 25 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 209 về thực hiện khắc phục những hạn chế, đưa công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đi vào nền nếp. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền phổ biến công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thành phố, các xã phường, thị trấn, thường xuyên thanh tra kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn và xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Các cơ quan chuyên môn tập trung triển khai thực hiện rà soát các hạn chế vướng mắc đối với công tác cấp giấy chứng nhận tại địa phương, đơn vị, đảm bảo theo quy định về trình tự thủ tục, đề xuất giải pháp giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận, đảm bảo đến hết năm 2028, cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận cho các thửa đất cần cấp nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2030, hoàn thành xây dựng cơ sở địa chính toàn tỉnh. Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với các thửa đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình theo kế hoạch số 218 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình nhằm xác lập cơ sở pháp lý giữa nhà nước và người sử dụng đất, giúp các cấp chính quyền cơ sở thực hiện tốt các biện pháp quản lý nhà nước về đất đai, đồng thời để người sử dụng đất thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Ngày 24 tháng 10, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam chi nhánh Hòa Bình, LP Bank phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình tổ liên kết vay vốn phát triển các dịch vụ ngân hàng LP Bank. Theo nội dung ký kết, Trung tâm Hỗ trợ Nông dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp LP Bank tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ hội, cán bộ tổ liên kết vay vốn, tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức, phổ biến kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, đào tạo nghề cho hội viên, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên vay vốn và sử dụng dịch vụ của ngân hàng theo quy định của pháp luật. LP Bank sẽ cung cấp thông tin khách hàng đủ điều kiện vay vốn cho hội nông dân tỉnh. Hai bên cùng phối hợp đôn đốc tổ liên kết vay vốn sử dụng tiền vay đúng mục đích, trả nợ gốc, trả lãi đầy đủ. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý các trường hợp tổ trưởng hoặc tổ viên vi phạm các quy định về vay và trả nợ của ngân hàng. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình tổ liên kết vay vốn phát triển các dịch vụ của LP Bank nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên nông dân được tiếp cận thêm nguồn vốn vay tín chấp của LP Bank để phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Xác định rõ tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính trong việc quản lý, điều hành, phát triển kinh tế xã hội trên mọi lĩnh vực, huyện Lạc Sơn đã chú trọng xây dựng các sáng kiến giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính. Hiện huyện duy trì tốt hoạt động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và các xã thị trấn. 9 tháng đầu năm 2024, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện đã tiếp nhận gần 12.900 hồ sơ, đã giải quyết 12.100 hồ sơ, đang giải quyết 782 hồ sơ. Các hồ sơ cơ bản được giải quyết kịp thời theo quy định. Đến nay, huyện Lạc Sơn đang cung cấp 253 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Cùng với đó là việc cắt giảm từ 20 đến 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Từ việc đẩy mạnh xây dựng chính quyền số thân thiện đã tạo sự đồng thuận gần gũi giữa chính quyền và người dân. Trong thời gian tới, huyện Lạc Sơn tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung rà soát, công bố kịp thời đầy đủ về thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, rà soát ban hành tối đa các quy trình liên thông liên kết nhằm giảm thiểu đầu mối thời gian đi lại của người dân. Vụ mùa năm 2024, toàn huyện Mai Châu gieo cấy được trên 1.100 ha, đạt 97,8% so với kế hoạch, tập trung vào các giống như BC15, Đài Thơm 8, Nhị Ưu 838, ST25. Đây là những giống lúa có nhiều ưu điểm, thời gian sinh trưởng ngắn, kháng sâu bệnh tốt, chất lượng gạo ngon. Để đạt hiệu quả năng suất cao ngay từ đầu vụ, huyện Mai Châu đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng cường chỉ đạo các xã thị trấn, tuyên truyền hướng dẫn bà con nông dân tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chủ động chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại lúa, khắc phục hậu quả diện tích lúa bị gãy đổ do bão số 3 gây ra. Đến nay, toàn huyện đã thu hoạch được trên 500 ha lúa mùa chính vụ, đạt trên 50% diện tích, năng suất ước đạt trên 55 tạ một ha.
Dự kiến đến giữa tháng 11 năm 2024, huyện Mai Châu sẽ thu hoạch xong toàn bộ lúa mùa, đồng thời tập trung làm đất, gieo trồng cây màu vụ đông, đảm bảo theo đúng kế hoạch khung thời vụ. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 7,4% vào cuối năm 2025, huyện Kim Bôi đang triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung triển khai tốt các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội, động viên khích lệ các hộ nghèo phát triển kinh tế hộ và tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản. Ghi nhận của nhóm phóng viên Thời sự. Năm 2023, với ý tưởng phát triển chăn nuôi theo chuỗi giá trị, tạo đầu ra ổn định sản phẩm, anh Bùi Văn Khương ở xóm Đầm Rừng, xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi đã thành lập nhóm hộ chăn nuôi gà. Ban đầu chỉ có vài hộ với vài nghìn con. Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, anh Khương cùng nhiều hộ đã tham gia các lớp tập huấn chăn nuôi gà an toàn sinh học. Đến cuối năm 2023, anh Khương thành lập Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Liên Khương với 9 hộ tham gia. Quy mô chăn nuôi lên đến hơn 20.000 con gà, cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Dự kiến bình quân thu nhập một hộ một năm sau khi trừ chi phí đạt trên 100 triệu đồng. Hiện tại thì trong năm 2024 thì sắp tới mục tiêu của mình sẽ mở rộng lên là một hộ sẽ chăn nuôi từ 1.000 đến 2.000, thậm chí là 3.000 gà. Hiện tại có hộ lên đến 5.000 gà và lứa Tết này thì đưa quy mô lớn và bàn giao lại kỹ thuật, đưa cái chất lượng sản phẩm con gà nó, chất lượng thịt nó tốt để hướng tới thu nhập cho bà con nông dân. Để thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo, các địa phương trên địa bàn huyện đã lồng ghép hiệu quả các chương trình dự án, nhất là triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chỉ tính riêng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn trung ương cấp là hơn 270 tỷ đồng, vốn đối ứng địa phương trên 12 tỷ đồng. Từ nguồn vốn được giao, các địa phương đã triển khai các dự án về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, phát triển sản xuất nông lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất và một số nội dung thiết yếu khác. Tham mưu cho Đảng ủy có cái nghị quyết về cái công tác giảm nghèo bền vững và Ủy ban nhân xã sẽ xây dựng, triển khai cái kế hoạch giảm nghèo hàng năm đến các ban ngành đoàn thể ở xã và đến các chi bộ ban quản lý ở các thôn. Thì cái giải pháp thứ hai nữa, trong cái thời gian tới thì đối với cái công tác vừa chọn con giống với vật nuôi là sẽ phải đảm bảo về kỹ thuật. Cái thứ hai nó phải phù hợp với cái khí hậu, đất đai và thổ nhưỡng của địa phương. Với việc triển khai hiệu quả các dự án, tiểu dự án đã giúp nhiều hộ nghèo trên địa bàn biết cách làm ăn, phát triển kinh tế hộ, tăng thu nhập, từ đó thoát nghèo bền vững. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giai đoạn 2021-2023 theo chuẩn nghèo đa chiều đã giảm từ 21,03% năm 2021 xuống còn 12,28% năm 2023. Thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng một người một năm, tăng 16,8 triệu đồng so với năm 2020. Các chính sách dân tộc thì cũng góp phần vào sự giảm nghèo, một phần giảm nghèo của bà con nhân dân, ví dụ như cái hỗ trợ được các cây con giống, vật tư. Cái thứ hai là đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu thì cũng giúp cho các xã hoàn thiện các cái hạng mục, ví dụ như các cái công trình nước sinh hoạt tập trung, nhà văn hóa, mà đặc biệt là cái đường giao thông nông thôn. Thì đường giao thông nông thôn thì cũng là một các cái tiêu chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cũng là góp phần vào cái sự nâng cao cái tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2024 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 8,9%, cuối năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 7,4%. Riêng đối với các xã đặc biệt khó khăn giảm từ 2% trở lên. Huyện Kim Bôi tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế chính sách giảm nghèo và huy động các nguồn lực giúp người nghèo tiếp cận các điều kiện để vươn lên thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, những tháng cuối năm, lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường Hòa Bình bắt đầu có xu hướng tăng so với các tháng trước. Đây cũng là thời điểm các đối tượng lợi dụng để vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, cũng như sản xuất, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi gian lận thương mại khác. Do vậy, công tác quản lý thị trường cần phải được tăng cường. Ghi nhận của phóng viên Thời sự.
Ngay từ đầu tháng 9, siêu thị Vì Hòa Bình, thành phố Hòa Bình đã lên kế hoạch rà soát lại nguồn hàng, tập trung cho việc chuẩn bị lượng hàng hóa phục vụ cho nhu cầu mua sắm những tháng cuối năm 2024, cũng như Tết Nguyên đán 2025. Năm nay, doanh nghiệp lên kế hoạch tăng trên 20% sản lượng hàng hóa phục vụ Tết so với năm ngoái, dù người dân vẫn đang có xu hướng thắt chặt chi tiêu. Siêu thị mẹ tôi thì nhập những cái mặt hàng mà đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ đầy đủ, tem nhãn mác đảm bảo đến tay người tiêu dùng. Bên cạnh đó thì chúng tôi luôn tư vấn cho khách lựa chọn những cái mặt hàng, lựa chọn những cái sản phẩm tốt nhất và đầy đủ nhãn mác nhất. Bên cạnh đấy thì cuối năm chúng tôi thường xuyên có những cái chương trình bình ổn giá để đến với khách hàng, để khách hàng có được quyền lợi sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Những tháng cuối năm, cao điểm là dịp lễ Tết khiến nhu cầu tiêu thụ hàng hóa tăng cao, dễ dẫn đến nảy sinh tiêu cực, trục lợi trong sản xuất, gia tăng các hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Để chủ động ngăn ngừa gian lận thương mại, bảo đảm bình ổn thị trường, góp phần tạo động lực cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, công tác kiểm soát thị trường được các lực lượng chức năng của tỉnh triển khai từ tháng 10 năm 2024, tập trung vào những mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ mạnh như rượu bia, nước giải khát, bánh kẹo, thuốc lá, đồ điện tử, dân dụng, thực phẩm tươi sống, các loại vật liệu xây dựng. 9 tháng năm 2024, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra kiểm soát 975 vụ, trong đó có 271 vụ vi phạm trong lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 1,6 tỷ đồng, giá trị hàng hóa tịch thu trên 2,3 tỷ đồng. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 389 tỉnh, chúng tôi chủ động tham mưu xây dựng trình trưởng ban, ban hành các kế hoạch kiểm tra liên ngành để nhằm tăng cường sức mạnh tổng hợp của các lực lượng chức năng trên địa bàn toàn tỉnh để thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát trên thị trường. Để thị trường hàng hóa những tháng cuối năm 2024 được bình ổn, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng, các hộ kinh doanh, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong việc phòng chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không tiếp tay cho các hoạt động gian lận thương mại. Người tiêu dùng nên lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ, có chất lượng, nhất là những hàng hóa lương thực thực phẩm, để đảm bảo sức khỏe của bản thân và gia đình. Giá điện tăng ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người dân. Chi tiết nội dung sẽ có trong chương trình thời sự 19 giờ 45 phút tối nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực phía Nam tỉnh, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực phía Tây tỉnh, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng hanh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ.